Đời cần gì lo âu, cãi nhau thêm sâu mình được chi đâu. Giúp nhau cho từ giây về mai sau thêm yêu dấu. Dù rằng ngày hôm qua cãi nhau hàng xóm, người trẻ người lớn, mấy mươi năm trời từ tay xa ta sao nhảy quá. Mỗi sáng cứ bước ra bước vô bước tới bước lui bước qua bước lại, rồi thấy tình bên lắm lúc khó khăn nhiều khi nó cũng đang quằn quại. Thôi thì giúp nhau trong lúc nỗi đau tiền tài nó vẫn chưa dừng lại, nhắc nhở cho nhau đi qua cơn bị cực rồi sẽ tới hồi thái lai. Người nào cùng nhau để giúp nhau lúc đau đớn. Jennifer, chỗ này là cái tiệm nail, không phải là cái motel để mấy người vô đây ngủ nghỉ ăn dưỡng, ok? Con xin lỗi, tối hôm qua đi nhậu đúng không? Buồn ngủ, không phải cô, tại tối con đi bữa tiệc chia tay độc thân với đám bạn của con nên con uống hơi nhiều chút. Ok, đi về nghỉ đi, không cần phải làm nữa, đi về con nghỉ đi. Lỗi nhanh con Một. Thôi, chị Một, nó lỡ có một lần mà. Con Jennifer. Dạ. Vô rửa mặt đàng hoàng rồi thay đồ ra làm nè con. Dạ, con xin lỗi con Một, con cảm ơn chú, con xin lỗi con Một. Nhanh lên. Dạ anh nghỉ đi. Ha, tiệm thì đang vắng, đang ế quá trời ế luôn, mà sáng sớm vô tôi gặp cái cảnh này làm sao mà vui ở trong lòng được. Rồi chừng nào tiệm mới đông trở lại được đây. Thôi. Anh á, lúc nào cũng thôi, dĩ hòa di quý. Bây giờ nè, nhân viên của anh binh nó quá nhiều. Tôi nói thiệt á, bây giờ anh hỏi tụi nó đi, đứa nào làm được thì làm, ok? Không làm được, nghỉ. Trời ơi, sao dạo này tôi thấy chị hay nóng quá nha. Thôi, ngồi đi rồi tôi massage, tôi bấm huyệt chút xíu cho thư giãn nha. Ngồi đi, ngồi đây. Ngồi đây đi mà, quả quọ hoài. Đó, mình lâu lâu mình phải xả ra chứ bà cứ căng thẳng hoài chết đó bà Một nha. Được chưa, ngồi thoải mái để thư giãn này, đó thấy không? Vậy đó, bà đừng có căng thẳng quá. Tôi nói bà nghe, mình làm tiệm nail á thì cũng giống như sàn chứng khoán vậy đó. Bữa nay nó lên, ngày mai cái nó sập sàn đó, vậy đó, lên xuống hoài vậy thôi à. Tôi cũng buồn lắm chứ bộ, tối là tôi không có ngủ được, thấp thỏm vậy thiệt. Ai nhai nhô. Đó. Trời ơi, ông mà hát được bài này tôi con ông. Tôi cũng tập hoài hát không có được. Tôi thích cái bài đó, bật lên là cho có tiếng người, bà hiểu không? Chứ một mình á, mình suy nghĩ mình mệt mỏi. Ê, cái tay nghề của ông bữa nay tôi mới thấy nha. Ghê thiệt chứ, nãy tôi nhức đầu kinh khủng luôn á. Ông bấm mấy cái tôi đỡ liền luôn á. Trời ơi, tay nghề của tôi là không có ai chê được đâu nha. Thấy nãy giờ thấy đã đúng không? Ừ. Nè, phải thư giãn như vậy đi, nghe không? Chứ căng thẳng quá đó, dễ bị đột quỵ lắm nha. Hay là giận vậy, bữa nay mình nghỉ một bữa đi, tôi chở bà đi bác sĩ khám đi nha. Khám coi nó làm sao ha. Đã quá đúng không? Trời ơi, tôi nói bà nghe, hồi đó đó tôi mới học đại học y á, năm thứ nhất á, cái ông thầy trưởng khoa bên y học cổ truyền dụ qua cái bên cái khoa đó, dụ quá trời luôn, tôi đâu có chịu đâu. Trời ơi, ê, đã quá à. Sao ông nói tiếng nào vậy? Sao ông trả lời tôi vậy bà? Ê, trời đất ơi, ngồi vậy mà ngủ được hả trời? Má ơi, không lẽ tôi đứng đây tới chiều tôi dịnh bả vậy sao trời? Trời đất ơi, mấy giờ rồi? Dạ, sắp đến giờ đóng cửa rồi. Trời, sao không ai kêu tôi vậy? Trời ơi,
Anh Trí sao gọi tôi vậy trời ơi? Nè, tiệm không có khách. Tôi thấy chị ngủ ngon quá, tôi kêu tụi nhỏ để chị ngủ một bữa cho nó thoải mái á mà. Ôi công nhận á, ghê cái tay nghề của anh, ghê thiệt luôn á. Anh bấm làm sao tôi ngủ đờ rét luôn mà không biết mà ai mà rinh được tôi qua đây thật. Hay thiệt chứ. Trời ơi, bốn mạng này rinh một mạng này mới nổi đó trời ạ. Chú Chí, tay nghề của chú là số 1 nha. Hôm nào mà con mất ngủ là con nhờ chú bấm nguyệt nha. Trời ơi, yên tâm đi. Ta mà làm hả, không ai dám chê đâu nha. Trời, tự nhiên tôi suy nghĩ có một cái, có một cái gọi là đường hướng kinh doanh mới cho cái tiệm nail của mình nè. Vậy hả? Vậy tôi nói ông nghe ha, mình thở ít thì mình làm theo kiểu ít. Ừ. Chính vì vậy á, tôi có một cái cách để mà kéo khách mà tiệm của mình sẽ đặc biệt hơn tất cả những tiệm nail khác. Chính vì vậy tôi đơn cử ông, tôi sẽ tiến cử ông. Bây giờ ông sẽ training cho tụi nó về cái phương pháp mà bấm huyệt với là y học cổ truyền đã thông kinh mạch của ông. Mình sẽ kết hợp, mình kết hợp luôn, khách vô đây vừa làm nail mà vừa bấm huyệt luôn. Đó, cho khách thư giãn luôn. Ông thấy sao? Yes. Mấy đứa sẵn sàng chưa? Trời ơi, nè cái tay của chú Chí hay lắm nha tụi con. Nãy mơ màng xong lâu lâu cũng làm cái ót một cái là ngủ rồi, nào không hay luôn á. Trời ơi, cái ngành chính của tôi là vật lý trị liệu Tây y. Còn ba cái bấm huyệt với massage là tôi biết sơ sơ thôi à. Trời khiêm tốn nha. Tôi thấy ông á là hơi bị khiêm tốn đó. Hồi nãy trong lúc mơ màng vô giấc điệp, tôi có nghe ông nói câu này. Ông mới vô năm thứ nhất trường y thôi mà cái ông trưởng khoa của y học cổ truyền đã qua bên dụ dỗ ông về phe của ông, đúng không? Mà ông không chịu về. Bởi vậy tôi quyết định rồi, lần này á, cái tiệm nail của mình gọi là có sống còn được hay không, có phát triển được hay không, có còn tồn tại được hay không là hoàn toàn do quyết định của người đàn ông có đôi tay vàng này. Vỗ tay mấy đứa. Yes. 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 Chú ơi, chú ơi, chạy cho con đi chú ơi. Chú ơi, chỉ cho con nha chú. Tôi chỉ học cho con luôn nha, nha chú. Tôi học con đó. Chỉ cho con đi. Em muốn chửi cho chửi. Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình là Tin Tin. Rất hân hoan chào đón tất cả các bạn đã quay trở lại với chương trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp hàng ngày. À, ngày hôm nay các bạn thấy trên bàn của Tin Tin gồm có những gì nào? Đây là xả, gân. Còn đây, đây không phải là cơm nguội đâu nha, mà là muối hột. Tiếp theo tôi sẽ giới thiệu với các bạn công thức pha nước ngâm chân. Một nhánh gừng đi kèm với lại một muỗng muối hột. Các bạn nhớ nha, không được lộn đâu đó. Trời đất ơi trời, Trí ơi là Trí, mày nổ mần chi? Mày nổ mần chi mà bây giờ mày mang quạ? Trời ơi, trưởng khoa y học cổ truyền nào mà rảnh mà đi năn nỉ mày? Mày học lớn massage rồi bây giờ mày đi mày nổ. Đó, bây giờ mà bà một với tụi nhỏ mà nó phát hiện ra một cái là nhục mặt. Rồi bây giờ làm sao? Anh Trí, hết rồi mày đi rồi mày. Hô, hey, hô. Đứa hèm bẹm gì mình ên vậy nè. À, có, tôi đang nghiên cứu lại cái cách giảng dạy cho mọi người. Đây. Chỉ cho tụi nó đi. Rồi. Nè tụi con, dạ. Đi ra chợ mua tất cả đồ mà thầy dặn tụi con mua đi, nha. Tụi con mua rồi. Trời ơi, lỡ phong lao rồi, tèo lao luôn chứ sao. Xanh căng quá vậy? Đâu có gì đâu căng. Trời ơi, nè. Mua đủ hết hả tụi con? Hết rồi. À, thôi giờ nha, phương pháp mà massage đó, ha, bấm huyệt đó là mình phải từ từ mình học sao. Cái bài học đầu tiên ngày hôm nay là thầy sẽ dạy cho các con là pha nước ngâm chân. Chúng ta nghe. Có thể sử dụng gừng. Có gừng. Sử dụng muối. Có nguyên bịch muối. À, xả. Có xả. Và nước ấm. Nước ấm đầy nè, nó chế ra. Đó, đó. Bây giờ chúng ta sẽ pha. Không phải muốn pha là pha đâu nha. Chúng ta phải biết cách pha nước ấm.
Thấy không? Bao nhiêu lượng xả, bao nhiêu lượng gừng, bao nhiêu lượng muối, nước ấm cỡ nào để không có phỏng giò. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu bài học đầu tiên. Pha nước ngâm chân. Lẹ. Dạ. Chúng ta mỗi đứa một ghế cho con. Rồi, tụi con đi làm đi. Thầy. Trời ơi, ta nói cái tiệm bình neo này, cái tiền đồ của nó là trong đôi tay vàng của thầy đó nghe thầy. Bà chị kêu tôi bằng thầy luôn hả? Chứ sao nữa, giờ tôi học luôn mà. Có cách nào kêu lại như cũ được không? Thôi cứ vậy đi, cho thầy có trách nhiệm. Má ơi, mày là tối qua mới học ở trên mạng, chứ không thôi giờ tiêu rồi. Mình cũng thông minh chứ bộ. Bài học đầu tiên pha nước ngâm chân đến đây là kết thúc. Bài học thứ hai là bài bấm huyệt lòng bàn chân. Thầy cần hai bạn, một bạn đóng vai người khách, một bạn đóng vai người thợ. Ai xung phong? Em người khách. À, mời bạn. Mời bạn một lên đây. À, bạn Jennifer, bạn sẽ đóng vai người thợ. Dạ. Mời bạn vào chỗ. Tất cả các con chú ý, lòng bàn chân con người có tổng cộng hơn 25 huyệt đạo. Mỗi huyệt đạo liên quan đến một bộ phận cơ thể con người. Ngày hôm nay thầy sẽ dạy cho các con bấm huyệt đạo lên thẳng não. Con đừng có bấm bậy bạ, thầy chưa chỉ mà con làm gì bóp bóp bấm bấm vậy. Trời ơi, đây nè, tất cả các con chú ý. Tụi con nhìn vô, rồi sau đó tụi con nhớ chỉ lại cho bạn một, nghe chưa? Một lát bạn một sẽ xuống đây để thực hành ha. Ủa vậy, vậy huyệt nào vậy thầy? Huyệt này là lên tới não. Chỗ này luôn, chỗ này luôn. Ờ đó, luôn. Từ từ. Rồi, bấm nhẹ nhàng thôi. Bạn khách, bạn cảm thấy thế nào? Nhẹ, nhẹ nó bị khều khều. Con đừng có khều. Hỏi thầy á, bấm là nó phải làm sao mà nhấn nó vô chứ mày khều khều. Sao thầy bấm sao thầy? Nè, ví dụ đó, mình bấm là đó. Đạm. Đó, thầy có biết là gì vậy? Đó. Chính xác cho thầy á. Hiểu chưa? Dạ, hiểu rồi. Con phải bấm chứ con đừng có giống như con khười ghẻ, hiểu không? Bấm. Con khười khười, nó nhột mà nó quá ăn thua gì. Vậy là bạn phải bấm mạnh hơn. Dạ. Bạn bấm mạnh hơn thì bạn khách mới đã được. Mạnh hơn. Bạn thợ làm lại. Dạ. Bạn khách cảm thấy thế nào? Chưa. Bấm mạnh hơn. Em. Mạnh hơn nữa. À, bạn thấy thế nào? Sao nó không có cứ xe vậy đó. Bạn thông cảm đi, tại vì số ký của bạn quá nhiều. Cơ của bạn rất dày. Và mỗi lần bạn đứng lên, bạn đi thì toàn bộ cơ nó dồn xuống đôi bàn chân. Chính vì vậy mà bạn thợ phải dồn hết tất cả các lực vào đôi bàn tay để chống trả lại với cơ của đôi bàn chân. Nhấn càng mạnh thì cơ nó càng chạy ngược lên tới não. Như vậy mới gọi là liên quan đến não. Nào, bạn thợ, bạn hãy dùng hết lực vào đôi bàn tay, nhấn thật mạnh vào bàn chân của bạn khách. Nào, 1, 2, 3. Nghe mình nghe làm nẻo giúp cho bao người ngày càng xinh theo. Ước mơ một ngày ai cũng thích nào. Nhau cùng nhau để giúp nhau lúc đau đầu.